Ôi, bà. Bà, tôi định lén sang dọn dẹp với nấu nướng giúp hai đứa một tí. Thế mà bị bà bắt gặp mất rồi. Bà nói thế thì tôi cũng lại phải dặn bà luôn. Tôi cũng lén sang đây dọn dẹp giúp chúng nó đấy. Thế à? Bây giờ chúng nó bận bịu như thế, cái Hân lại đang mang bầu mấy tháng, cũng nên cẩn thận một chút bà. Tôi đã chuẩn bị thui sẵn cái chân giò để sang nấu giả cầy. Khi Hân nó thích ăn giả cầy. Thế thôi bà vào đi, tôi lại ở lại giúp bà nhá. Vâng. Thầm ra hai bà lại cùng lén lút giúp các con. Lại vui bà. Lấy cho tôi cái nồi thì. Tôi cũng mừng cho hai đứa bà. Được cả hai mẹ yêu chiều. Sướng thế. Hai đứa nó cũng vất vả nhiều rồi. Bà, cái khổ từ tâm ấy, nó nặng nề, khổ sở hơn những cái khó khăn về vật chất rất nhiều. Tôi thương chúng nó lắm. Bà cứ yên tâm đi, tôi đã xem tử vi cho cái Hân nhà tôi rồi. Nó là sướng về hậu vận. Tôi với bà là cứ sướng lây. Không lo làm sao được hả cháu? Mọi người cứ nói rằng con gái đến tuổi thì đi lấy chồng, nhưng mà không phải vậy đâu. Phải lo cho nó cả đời ấy chứ. Khi bé thì lo cho nó ăn học, rồi lớn lên thì lo không biết là nó có yêu được người tử tế không. Rồi đến khi lấy chồng thì lại không biết rằng nó có chọn đúng người không. Đàn bà con gái khổ lắm cháu ạ. Sai một ly đi một dặm. Nếu như lỡ lấy nhầm người ấy thì là khổ một đời đấy. Biết chia sẻ thời gian, chia sẻ không gian, chia sẻ cả trái tim của mình nữa. Làm bố mẹ không phải là áp đặt các con làm theo mong muốn của mình, mà phải để các con thực hiện mong muốn của nó. Mình chỉ ở bên để hỗ trợ và đồng hành thôi. Đúng không? Con thấy bà nội này có tiến bộ không? Quá tiến bộ. Quá oanh.